Chào các bạn, tiểu sử hot girl Võ Huỳnh Ngọc Phục. Võ Huỳnh Ngọc Phục còn có tên gọi khác là Pong Kubin, sinh năm 1995 tại tỉnh An Giang. Hot girl Pong Kubin nổi lên sau chương trình The Face năm 2017 và Sexy Forever Model với ưu điểm về ngoại hình cao 1m68, số đo 3 vòng 86, 60, 94 và phong cách gợi cảm của cô. Hot girl Pong Kubin sinh vào ngày 6 tháng 2 năm 1995 tại tỉnh An Giang, nước Việt Nam. Cô sống và làm việc chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Pong Kubin tên thật là Võ Huỳnh Ngọc Phụng, là một hot girl được nhiều người yêu mến vì sở hữu gương mặt đẹp như búp bê, sở hữu chiều cao 1m68, số đo hình thể 160-100 và gương mặt xinh đẹp. Ngọc Phụng luôn khiến mình nổi bật trước đám đông. Là một cô gái 9X nổi lên một hot girl đa năng sau khi tốt nghiệp trường trung cấp y dược Mê Công Cần Thơ và khóa diễn viên tại trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, Ngọc Phục đang làm người mẫu và học chuyên ngành biên kịch với biên kịch Nguyễn Đông Thực. Ngoại hình ấn tượng của Ngọc Phục có cơ hội bén duyên với môn nghệ thuật thứ bảy. Cô từng tham gia vào các bộ phim như Cha Táo Đỏ của đạo diễn Võ Việt Hùng, phim ca nhạc Xin Em Đừng Yêu Anh, phim Voi Rừng của đạo diễn Phạm Đông Hồng. Cô còn là một gương mặt gây chú ý khi đoạt giải nhất của cuộc thi ảnh do thương hiệu thời trang nổi tiếng Sexy Forever Model tổ chức. Ngọc Phục còn lọt vào top 50 của cuộc thi gương mặt thương hiệu The Face 2017. Ngoài đam mê diễn xuất, cô còn tham gia các nhóm như Hội Bully Quốc tế, Câu lạc bộ Golf, Hội Xe. Pong Kubin sở hữu thân hình nóng bỏng, đáng mơ ước với chiều cao ấn tượng 1m68. Pong Kubin thu hút những người xung quanh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Về sự nghiệp, tốt nghiệp khóa ngắn hạn trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2016, Pong Kubin đang là người mẫu cộng tác bên Today TV về hai mảng báo chí làm đẹp và thế giới điện ảnh. Ngoài ra, còn các báo sở hữu văn hóa, giải trí, người đẹp là model độc quyền của công ty Quang Bình, diễn viên hãng phim ngôi sao điện ảnh toàn cầu và HD phim. Hot girl quê Long Xuyên, An Giang tốt nghiệp dược ở trường trung cấp y dược Mê Công Cần Thơ năm 2013 đến năm 2015. Với niềm đam mê nghệ thuật, cô bén duyên với màn ảnh Việt. Trong quá trình học ở trường sân khấu điện ảnh, Pong Kubin có tham gia vài phim ngắn ở trường và sắp tới sẽ tham gia nhiều dự án phim điện ảnh mới. Pong Kubin chia sẻ về bản thân. Cô là người cởi mở, khuôn mặt lạnh, hơi gian một xíu. Trong công việc thì luôn có định hướng rõ ràng và nhất định sẽ thực hiện cho bằng được công việc của mình. Thời gian gần đây, Pong Kubin tích cực khoe ảnh với nhiều góc ảnh ấn tượng, tạo hình quyến rũ gợi cảm. Đây dường như là định hướng trong phong cách của hot girl này và cho thấy sự lột xác để đẹp hơn của cô. Trong bộ ảnh mới, Pong Kubin tiếp tục thể hiện thế mạnh về cơ thể với những đường cong quyến rũ cùng bộ bikini khoe vai trần, đôi chân dài thẳng tắp, nuột nà. Cùng với lối diễn quá điêu luyện trước ống kính, Pong Kubin đốt mắt người xem với vẻ sexy khó cưỡng. Với chiều cao gần 1m70, số đo 3 vòng rực lửa, ngoại hình lý tưởng, hot girl được nhiều khán giả yêu mến. Trong năm 2017, Pong Kubin sẽ tiếp tục phát triển hình ảnh này và thay đổi để trở nên mạnh mẽ, cuốn hút hơn. Gương mặt với thân hình hoàn hảo của Pong Kubin hứa hẹn sẽ bùng nổ trong những thời gian tiếp theo. Nụ cười tỏa sáng và đôi mắt hút hồn giúp cô nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo hơn. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.